Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về nuôi trích chè than sinh sản. Thì như chúng ta đã biết, trích chè than tên tiếng Anh là Oriental Maple Robin, thì nó có cuộc sống tương tự như chè lửa. Do vậy nên các bạn là xem lại cái video clip 3. Còn trong clip này thì tôi chỉ chia sẻ thêm một số cái nội dung khác biệt với trích chè lửa và bổ sung một số nội dung khác. Các bạn cũng lưu ý rằng là ở Mỹ, châu Âu hay Úc xứ lạnh, nó có loại chim rất giống như chim trích chè nhưng mà lớn như con nhồng và cũng tên là loại Maple. Người ta gọi chim bác làm bởi vì nó tấn công cả người, nó ăn các động vật khác. Trích chè than trống và mái thì cả hai thì đều líu và hót. Con trống thì có giọng cao vang, thánh thót và có nhiều âm sắc hơn. Nó có hót âm đơn, âm đôi, rồi líu, rồi thánh thót. Trích chè than không bắt chước giọng hay là âm thanh khác như trích chè lửa. Trích chè than thì lớn hơn trích chè lửa, nhưng nó lại có cái lông đuôi ngắn hơn, nên người ta nuôi trong cái lồng nhỏ hơn. Và nhưng mà cái nan á thì lại to và khỏe hơn, bởi vì chim này nó khỏe. Tuổi thọ của trích chè than thì từ 10 đến 15 năm, như vậy là nó sống lâu hơn là trích chè lửa và trào mào. Thì trước khi nuôi sinh sản thì ta phải có cái AV để nuôi trích chè than sinh sản. Cái AV thì tôi đã giới thiệu các bạn ở video clip 1 cũng như là trong video clip 4 nói về trích chè lửa sinh sản, thì nó cũng tương tự như vậy, cấu trúc nó như vậy. Thì khi mà nuôi trích chè than sinh sản thì nên là nuôi từng cặp và không nên thả chung với các loại chim ăn sâu dễ khác như ví dụ chè lửa, trào mào, ngũ sắc. Bởi vì khi sinh sản nó rất là hăng, nó bảo vệ bạn tình, rồi nó bảo vệ tổ, bảo vệ con, rồi nó dành thức ăn, cho nên là phải đánh nhau. Có thể nuôi chung với chim ăn hạt, ví dụ như cu gáy, bồ câu. Tuy nhiên cái loại mà ăn hạt, thí dụ như là chim bạc má thì nó lại hay bay vào tổ trích chè lửa, mà bay vào trích chè lửa hoặc là trích chè than thì nó sẽ bị đánh. Ở trích chè than thì thích nhảy nhót, nó nhảy cao, nhảy thấp, nhảy qua, nhảy lại. Do vậy nên là AV thì nên có chiều cao khoảng độ 2 mét, đặt nhiều cầu đứng cao thấp khác nhau để nó bay nhảy lên, nhảy xuống, nhảy qua, nhảy lại. Và trước tổ chim thì nên đặt một cái cầu đứng như các bạn nhìn ở phía góc trên. Tôi làm bằng quả dừa khoét và làm một cái cầu. Thì thường thường đơn giản thì chúng ta làm một cái cầu thẳng qua, nhưng mà chúng ta nên có một cái ngang nữa để cho nó dễ động. Trích chè than nhát hơn trích chè lửa, do vậy cần che kín hơn phía treo tổ. Và khi chim sinh sản thì hạn chế xem trứng và chim non. Các bạn là mới nuôi thì các bạn hay là nóng lòng sốt ruột, cho nên là theo dõi hàng ngày. Có bạn thì đặt camera, có bạn không đặt được camera thì các bạn xem như vậy, thì nhất là chim bổi nó sẽ sợ và nó sẽ bỏ. Cái sàn của AV đối với nuôi trích chè lửa và trích chè than thì nên là đổ đất hoặc mùn. Hoặc là nếu mà không các bạn đặt chậu cây thì chậu cây lớn và rộng, bởi vì nó cần có đất, có mùn, nó ăn khoáng rồi nó ăn thêm một số loài côn trùng khác cho nó. Đặt một khúc gỗ để chim đứng thì làm mềm thức ăn. Thường là thức ăn côn trùng, thức ăn tươi sống thì nó phải dằn cho mềm trước khi nó ăn mà nó cho con. Cho nên là các bạn nhìn thấy ở góc trái tôi có một khúc gỗ, thì đúng là lúc đầu tôi cũng khoét một cái hốc ở đó để cho nó chui vào đây nó đẻ, nhưng mà gỗ cứng quá nên là lại thôi. Về chọn chim chống mái, các bạn nên chọn từ cái chim mà mình nuôi từ non lên hoặc máy truyền, chống truyền. Bởi vì chim trích chè than nó nhát người, nó khó thuần. Hoặc là ít nhất thì cũng một trong hai con đó
là nuôi từ non lên thì nó sẽ bớt nhát đi, và khi mà chúng ta chăm cho ăn hoặc là chúng ta dọn vệ sinh ở trong chuồng thì nó đỡ hơn, chứ không nó nhảy toán loạn lên thì nhiều khi mình cũng cảm thấy nó không được thoải mái, để thư giãn và thành ra bị ức chế. Nếu mà chọn chim bồi thì avi phải rộng, yên tĩnh, rồi có nhiều cây, và các bạn phải kiên trì và điềm tĩnh, bởi vì nó từ môi trường rộng lớn nó vào, nó chưa quen cho nên nó bị ức chế, cho nên là cái nhu cầu sinh sản chưa có, cái nhu cầu đầu tiên của nó chỉ có ăn uống và đảm bảo an toàn thôi. Đến khi nó quen rồi dần dần thì nó mới bắt đầu là mới có nhu cầu để sinh sản, cho nên là các bạn phải kiên trì và phải chờ đợi, không được sốt ruột. Nên chọn con trống có dáng to, khỏe, lông óng ả, hót hay, có giọng kép, múa đẹp thì nó là tố chất. Cái này tố chất rồi nó sẽ dạy cho con nó hót rồi con nó nghe và nó sẽ học theo. Chim mái thì thường thường là dáng thon, đầu nhỏ, ăn tạp. Dáng thon đầu nhỏ thì thường là nó đẻ tốt, chăm con tốt, ăn tạp thì sau này mình cho ăn nó bón cho con nó dễ hơn. Về ghép cặp thì khi chúng ta đã chọn được con trống và con mái rồi thì tùy, chúng ta có thể để hai cái lồng gần nhau, ở sau đó khi xong avi rồi đó là chúng ta thả vào cùng một lần, và thả vào buổi chiều chiều tối là tốt nhất. Còn nếu mà các bạn đã thả một con trong hai con vào avi rồi ấy, thì để cái con còn lại treo ở bên ngoài khoảng độ thời gian khoảng 1 tuần, nó quen nhau rồi, rồi nó thân thiện với nhau rồi, nó tán tỉnh nhau rồi thì lúc đó chúng ta thả vào. Nhưng mà tốt nhất là thả buổi chiều tối nhé. Thì mấy ngày đầu thì chim nó sẽ lạ chuồng, lạ avi nên là nó hay tìm chỗ cao, chỗ kín để đậu và nó nhìn, nó quan sát. Thường thường là sáng sớm và chiều tối thì chim chuyển than nó hay đi ăn nhất. Đó, người ta lưu ý là như vậy ban đầu. Cho nên là khi thả vào chúng ta để thêm một cống thức ăn khác nữa vào avi, cách xa chỗ để hiện tại để cho, như giả sử nó còn nhát nhau, nó còn sợ nhau, nó sẽ tìm cái chỗ khác để nó ăn, nó không dám đụng chạm. Chúng ta cũng nên thả một ít dế, chúng ta ngắt càng đi, chúng ta thả vào gốc cây hoặc là dưới đất ấy, ở cỏ cho nó, kệ cho nó nấp vào đó, thì chim nó đậu ở trên nó nhìn thấy, nó theo phản xạ và đói là nó sẽ bay xuống nó ăn, và nó rất dễ quen với cái avi bởi vì nó thấy cái avi thoải mái, yên tĩnh, an toàn và lại có thức ăn ngon, thức ăn tươi nữa thì nó rất thích. Khoảng 5-7 ngày thì khi mà chim quen chuồng ấy, thì chim trống bắt đầu nó ve vãn con mái như hồi nãy. Khi chuẩn bị giao phối thì chim trống chim mái nó cứ rượt đuổi, hót rồi vẫy đuôi, nên nhiều bạn mới nuôi ban đầu thì cứ nghĩ là nó đánh nhau nên không yên tâm, có bạn thì tách ra lại hoặc là có bạn đưa trên hội để hỏi. Chim trống và chim mái bắt đầu nó vào tổ rồi nó cắp rác, gọi là công rác đấy, rồi nó tiếp tục cái trò đó vài ngày thì mới đẻ ấp và nuôi con. Chích chòe than đẻ khoảng 3 đến 4 lứa một năm, ít hơn chích chòe lửa, cũng gần được giống như trầu mào, khoảng 4 đến 5 trứng một lứa. Thì sau đó trong vòng khoảng độ 12 đến 14 ngày thì nở, thì tùy tùy theo vùng, tùy theo khí hậu. Chủ yếu là chim mái ấp, chim trống thì canh gác bên ngoài để múa hót như hồi nãy các bạn thấy đấy. Thỉnh thoảng thì nó cũng cắp mang mồi tươi vào cho chim mái khi chim mái đang ấp. Khi chim con nở thì chim mái vẫn cho ăn là chính. Thường thì là cho ăn sâu và dế nhỏ, hoặc là nó xé dế lớn ra nó ăn hết đầu, nó ăn hết chân con, nó hết càng, nó chỉ cho con nó ăn cái phần thân và bụng thôi mà nó làm mềm rồi, rất kỹ. Khi chim con lớn lên và ăn nhiều thì chim bố mẹ cùng cho con ăn, và nó có thể một lần nó cắp 3-4 con dế lên tổ để cho chim con ăn, rất là hay. Sâu cũng vậy. Thì thường thường là 8 ngày thì chim con nó như thế này, nó đã mọc lông ra rất là đẹp. Và đây là 10 ngày. Được 7-8 ngày
thì nó mọc nhiều lông như vậy rồi nên là chúng ta có thể bắt ra để nuôi đút, thì chim nó sẽ dạ người rồi tập cho các loại cám mà mình sẽ sử dụng để sau này mình cho nó ăn, thì nó quen ngay từ đầu rồi thì sau này dễ lắm, dễ lắm. Chim bố mẹ nó sẽ kêu tìm con trong khoảng độ 3 đến 4 ngày, cho nên là các bạn để chim con nó xa đi cho một chút. Chim nó dùng âm thanh tiếng hót để nó liên lạc với nhau. Nên là khi mà chim con nó nghe bố mẹ mà phát ra cái tín hiệu đi tìm hoặc là báo động là nó nhát lắm, nó nằm im, cho nên ban đầu là chúng ta bắt ra là chúng ta thường phải vạch mỏ nó ra chúng ta cho ăn khoảng 2-3 lần, như vậy thì sau một ngày thì nó mới quen dần, là nó thấy mình cũng cho ăn nó thì nó thấy mình nó mới mở mỏ ra, cho nên là lúc mà chăm ban đầu bắt ra là lúc khó khăn nhất. Khoảng 2 tuần sau thì chim có thể tự mổ sâu, uống nước và tắm. Thế còn trước đó thì nếu mà trời nóng các bạn dùng cái bình xịt xương cho nước sạch vào, chúng ta xịt một ít thôi, lúc trời nóng là nó rất nó thích tắm. Sau này quen là chỉ cần cho cái khay nước vào là nó tắm thôi. Khoảng 1 tháng sau thì nên nhốt tách riêng từng con để chúng quen với cuộc sống trong lồng và độc lập. Khi tách ra chim nó cũng thích độc lập lắm, và lúc đó khi ăn no thoải mái rồi là nó quen lồng rồi, nó đứng ở cầu đầu và bắt đầu nó tập hót, nó tập líu. Chính vì vậy thì thời gian này ấy, là chúng ta nên mở file trong YouTube ấy, hoặc là MP3 tiếng chim hót hay để cho nó tập ngay từ đầu. Đây là cái AV thứ hai. Cặp này là nó thường là đẻ 3 lứa trong 1 năm, mà mỗi lần là đẻ 4 đến 5 trứng, trông rất là đẹp. Tháng 3 vừa rồi là đã xong 1 lứa 5 con, thì bây giờ là đang đẻ rồi, con mái đang ấp chuẩn bị lứa thứ hai sắp ra đời. Thì tôi nuôi nhiều loại chim trong AV và muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn, cho nên là các bạn hãy đăng ký vào kênh nuôi chim trong AV, bạn bấm cái chuông ở đó, khi nào mà tôi đưa cái video mới lên thì các bạn nhận được. Chúng ta chia sẻ kinh nghiệm chúng ta về nuôi sinh sản ở đây, thì chúc các bạn thành công và thỏa mãn đam mê.